Đây có thể là một cái video điên rồ nhất mà mình từng làm. Hôm qua mình đã thấy cái video này, modpack Minecraft lớn nhất thế giới là gì, và mình thực sự đã tải nó về các bạn ạ. Nhưng cái modpack này nó sẽ yêu cầu 40GB RAM hơn để có thể chạy cái modpack này. Nhưng máy của mình thì chỉ có 32GB thôi. Nhưng mà mình vẫn phải chạy cái modpack này để xem chúng ta chơi được hay không. Yeah, nó đang lên rồi. Và thật sự nó vẫn đang chạy. Nhưng mà sau một vài phút nó đã ăn hơn 20GB RAM của mình. Để có thể chạy cái modpack này trên cái màn hình chờ. À, nó đã chạy được 1 tiếng. Yep, 95 lên 96%. Và sau 1 tiếng 30 phút mình cũng đã vào được game. Cái gì đây, cái gì đây? Làm ơn. Yeah, 1056 mod. Rồi đứng game luôn rồi. Và gần như mình không thể nào ấn được bất kỳ cái gì ở ngoài màn hình chờ này. Và nó còn chuẩn bị crash game nữa. Mơn. Chúng ta hãy nhanh chóng chỉnh lại mấy cái này đây nào. Ok. Single player tạo quật nào. Làm ơn đừng crash. Bắt đầu nào. Rồi xong nó đứng nữa rồi các bạn ơi. Và sau khi mình tạo thế giới thì mình mất đâu đó khoảng tầm gần 20 phút để vào được thế giới này. Ôi, nó có hiện phần trăm rồi. Nào. Mình chuẩn bị vào game, chúng ta vào được rồi. Sao mình bấm E lên. Vâng, và... 1408. Ôi. Mình điều khiển được rồi. Mình điều khiển mọi thứ rồi. Ui, nó lát hiện mấy cái achievement lên các bạn. Và cuối cùng thì nó cũng đã chạy xong. Chuột đang xây vòng vòng rồi. Ôi. Đây rồi. Ôi xong, di chuyển không được. Đi được kìa. Nó chạy vào nhiều cái thông số. Và kết quả là mình vào thế giới đó đi bộ được 2 giây thì sau đó nó đã crash game. Respawn đi. Nhưng mà nếu mình vào thế giới thì chỉ có 2 giây như vậy thì làm sao mình có thể phá đảo được game. Vậy nên mình đã nghĩ ra được một cách cực kỳ độc đáo. Sau đó mình đã nhắn tin cho anh Sơn Gù để có thể bán được 32GB của mình cho anh với giá 2 triệu. Và sau một hồi chèo kéo thì anh Sơn Gù đã đồng ý. Và mình lấy tiền bán cho anh Sơn Gù bù thêm 2 triệu nữa để có thể mua được 64GB. Và đây là gương mặt hạnh phúc của anh. Và chúng ta đã thành công. Mình chỉ cần chạy mất 1 tiếng đồng hồ đã có thể vào được thế giới này rồi. Oh yeah, Minecraft đang ăn 44GB của mình rồi các bạn ạ. Yes. Oh my god. Mình di chuyển rồi. Mình nhìn xung quanh được rồi. Ôi có người. Ôi. Và lúc này mình đang thực sự rất vui vì mình có thể di chuyển được trong thế giới này mà không sợ bị lắc. Chúng ta đang chơi được rồi nè mọi người. Ok, nó vẫn còn rất là lag và mình bấm F3 thử cho các bạn coi nha. Chúng ta có 45GB để chạy và nó đang ăn 30GB ở trên đây. Chúng ta đang có khoảng 100fps. Yes. Ôi, chapter 4 biome là gì vậy? Mấy cái này nó cứ hiện ra mà mình không biết cái gì hết. Ok, mình bấm E lên nha. Mình bấm E lên rồi đấy. Chúng ta có gì đây? Rất là nhiều. Những cái thứ, những cái quyển sách giới thiệu hay cái gì đó này. Ôi, mình chạy đây. Yeah. Đây rồi, cuộc hành trình chúng ta bắt đầu từ đây rồi. Hey, cái gỗ. Ôi, gỗ đây rồi. Yeah. Chúng ta có thể chơi được Minecraft rồi các bạn ạ. Vậy bây giờ làm sao để mình có thể đánh được con rồng đây? Ow. Và sau đó có một cái vấn đề xảy ra. Làm sao để mình ra được cái gỗ này vậy? Ở trong thế giới này, nếu các bạn đập những cái gỗ bình thường, nó sẽ không ra cho các bạn những cái loại gỗ này để các bạn có thể chế tạo. Mà các bạn cần phải đập những cái loại gỗ khác từ mod khác thêm vào thì mới các bạn mới có thể chế tạo nó như một cái loại gỗ bình thường. Yeah. Chế tạo. Cái gì đây? Quá là nhiều những cái mod được thêm vào cái thế giới này nên là có rất nhiều cách để các bạn có thể mất máu. Mà các bạn không biết lý do tại sao các bạn mất máu. Và mất thêm một xíu thời gian nữa mình mới có thể có được đồ ăn ở trong thế giới này. Tiếp theo mình tìm thấy một căn nhà rất là kỳ lạ và mình quyết định vào đây để mình có thể lấy được thêm đồ. Cà rốt vàng. Ôi ngon. Ôi. Và mình đã có thể chế tạo được những cái dụng cụ bằng gỗ. Nhưng mà lại một cái vấn đề mới xảy ra sau khi mình chế tạo dụng cụ đầu tiên. Ui, cây cúp chỉ xài được đúng 2 lần. Thiệt luôn. Sau đó mình lại đào gỗ và chế tạo ra một cây cúp khác để có thể đào được đá và để xem cây cúp đá này có tăng được độ bền hay không.
Nhưng sau hai cái thì nó vẫn bể. Và bởi vì cái mod pack này quá khó nên mình quyết định nếu mình chiến thắng được thế giới này thì đó sẽ phải là đào được viên kim cương đầu tiên. Vấn đề tiếp theo mà chúng ta gặp phải đó chính là những cái món đồ ăn, những cái trái cây mà mình thu thập được đều tăng một lượng thức ăn cực kỳ ít. Và bởi vì ở đây có rất là nhiều mod nên nếu các bạn đánh vào bất kỳ con động vật nào nó cũng sẽ có khả năng quay sang tấn công lại các bạn. Mình tiếp tục đi và tìm thấy được một cái lâu đài bảo hoang nên đã vào trong xem thử, bởi vì nó có thể sẽ có những cái rương chứa đồ mà trong đó sẽ là đồ ăn. Nhưng rất tiếc lâu đài đầu tiên của mình đi vào hoàn toàn không có gì. Mình may mắn tìm được một số loại rau phi bên ngoài, nhưng không hiểu sao ngay cả khi thanh thức ăn của mình đã được đầy, mình vẫn không được hồi máu. Và ngay sau đó mình đã chết bởi vì một cái cây nào đó. Các bạn có thể thấy được cái mod pack này khó chịu đến chừng nào. Hãy nhìn vào đây. Nếu các bạn nhìn vào thì các bạn sẽ thấy ở đây có một cái cây nào nhìn giống như nó sẽ có thể khiến mình mất máu được hay không. Hả? Nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Ngay sau khi mình được hồi sinh thì bầu trời bắt đầu chuyển tối. Và đây chính là cơn ác mộng được bắt đầu. Ở trên màn hình của mình hiện lên dòng chữ nói rằng mình được một điểm kỹ năng tên là kiến thức của cái chết. Nghe có vẻ khá là tin tưởng nhỉ. Mình có thể sử dụng một điểm này để có thể nâng cấp vào kỹ năng bất kỳ. Và mình đã chọn kỹ năng bác sĩ phù thủy, là một cái kỹ năng mà mình gần như không biết nó có nghĩa là gì. Và mình chọn đại. Ngay lập tức bằng một cách nào đó thần kỳ, mình đã có thể bay lên và mất máu. Ôi có sự. Chạy đi Zeroth, chạy. Đó là cách mình đã làm để có thể tới được cái địa điểm mình vừa chết hồi nãy để có thể lấy được đồ. Nhưng đến nơi, vào đúng cái chỗ mà bản đồ cho mình tới, mình không hề thấy cái xác của mình đang nằm ở đâu. Hey, có khi cái việc chơi mất bác này là một cái ý tưởng cực kỳ tồi tệ. Ủa cái mộ mình đâu? Ngay lập tức sau đó mình thấy một cái thằng kỵ sĩ khựa nào đó đi ngang tới và tay đang cầm cái đầu của nó đánh mình. Và lập tức mình chết lần thứ hai. Thằng kỵ sĩ này đánh mình một cái là mình chết luôn. Trong khi đó mình có tới tận 6 máu rưỡi. Wow! Sau khi hồi sinh ngay lập tức, mình đã quay trở lại và may mắn lần này mình đã tìm thấy được cái ngôi mộ của mình và mình có thể lấy giường để đi ngủ. Ngủ đi. Mình nói là đi ngủ. Oh my god. Sau khi không ngủ được, mình đi lòng vòng một lúc và mình tìm được Steve của Minecraft trong Minecraft. Và ngay lập tức mình đã tới đó và làm một cái hành động cực kỳ thân thiết. Steve. Steve đánh lại. Cuối cùng thì mình cũng đã tìm được thức ăn chân ái của mình, đó chính là bánh mì, nên mình có thể hồi lại được cực kỳ nhiều thanh thức ăn, nhưng vẫn không hồi máu. Mình quyết định đi ra biển để có thể tìm được nhiều nơi hơn. Và đặc biệt nếu mình phát hiện ra bất kỳ một cái ngôi làng nào ở gần biển thì khả năng cao là chúng ta sẽ tìm được kim cương đến từ Blacksmith. Vì ở phiên bản 1.12.2 dân làng nào cũng có thể sẽ có Blacksmith, hoặc là ở phiên bản này Blacksmith có khi còn chưa tồn tại. Có thiệt có Blacksmith thiệt. Ui nó có kim cương luôn. Sau đó mình đã tìm thấy một cái nhà dân làng thật, nhưng thay vì ở trên bờ thì nó lại nằm ở dưới biển. Đặc biệt nó có kim cương. Kim cương không có xác. Mình còn không đào được kim cương này với cái tay của mình nữa. Sau đó mình đã từ bỏ và bắt đầu lên bờ để xem có thể tìm được bất kỳ chỗ nào để có thể chôm đồ. Biết đâu thay chúng ta sẽ tìm được một cái cúp sắt ở đó. Và mình tìm thấy được một cái tháp đang nằm ở cạnh bờ biển, nên quyết định sẽ đi vào để coi có thể lấy được đồ hay không. Nhưng mà oh my god, nó chào mình bằng một cái mũi tên. Sau khi lấy được cái mũi tên đầu tiên, mình đã chạy thẳng vào trong đất liền và tìm thấy một nơi khá giống với những gì mà chúng ta hay gọi là dân làng. Nhưng rất tiếc ở đây không hề có bất kỳ một cái nhà nào cả. Và vì mình không biết tại sao mình mất máu quá nhiều, cuối cùng mình đã bị giết bởi một thằng cướp biển nào đó mà mình cũng không hề biết nó có tồn tại trên đời. Cảm ơn các bạn đã chờ xem video này, và nếu các bạn muốn mình làm một tập đàng hoàng hơn thì hãy để lại cho video này một like. Và các bạn có thể xem tiếp cái video của mình sinh tồn 100 ngày trong Minecraft nó sẽ trông như thế nào thì hãy ấn vào video trên màn hình nha. Bye bye.